Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình chắc chắn rằng trong quá trình các bạn soạn thảo văn bản thì các bạn sẽ phải gặp những cái tình huống là chúng ta sẽ phải gõ đi gõ lại một cái đoạn văn bản nó giống nhau. Có thể giống nhau trên cùng một cái file văn bản hoặc là nó giống nhau ở những file văn bản khác nhau. Thì khi đó chúng ta sẽ phải mất công, một là chúng ta sẽ mở văn bản cũ lên, chúng ta copy và chúng ta dán vào cái văn bản mới, hoặc là chúng ta sẽ gõ lại. Thì hai cái công việc này đều sẽ khiến cho chúng ta tốn nhiều thời gian. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình chỉ tạo nó ra một lần thôi và chúng mình lưu nó vào cái bộ sưu tập nào đó. Sau đó chúng ta, mỗi lần chúng ta cần nói đến nó, chúng ta chỉ cần gọi nó ra, đúng không ạ? Chúng cần là nó sẽ tự động có ở trên cái văn bản của mình rất là nhanh chóng rồi. Vậy thì không chần chừ nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Các bạn nhìn đây là một cái đoạn văn bản ở mỗi cái văn bản hành chính mà mình rất là hay sử dụng đến trong quá trình mình làm việc. Bây giờ mình sẽ thực hiện làm ra cho các bạn thấy nhé. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạo một văn bản mới. Trên văn bản này mình sẽ thực hiện chèn cái nội dung mà mình đặt tên cho cái văn bản đó là quốc hiệu. Nên là khi mà mình gõ chữ quốc hiệu bắt đầu cái thì sau đó mình chỉ cần việc enter là tự động cái khối văn bản này của mình đã được chèn vào trong trong file Word của mình rất là dễ dàng rồi. Rồi vậy thì các bạn thấy nó rất là hay đúng không ạ, và hữu ích đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Cái tính năng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video này đó chính là tính năng gõ tắt văn bản sử dụng Auto Text. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái 5 cái nội dung cơ bản. Nội dung số 1 là cách tạo nó, thứ hai là cách sử dụng, thứ ba là cách thay đổi nội dung, thứ tư là cách thay đổi ký hiệu gõ tắt, và thứ năm là cách xóa. Rồi, vậy mình sẽ cùng bắt đầu nha. Rồi, vậy để cách chúng ta tạo Auto Text, sử dụng Auto Text như thế nào á, thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước số 1 đương nhiên là chúng ta sẽ soạn thảo sẵn cái nội dung rồi. Ví dụ ở đây mình sẽ viết là chữ trường đại học Khánh Hòa là một cái nội dung. Mình có thể định dạng, ví dụ các bạn có thể định dạng chữ đại học Khánh Hòa này, chữ đại học này là chữ màu đỏ chẳng hạn. Sau đó bạn thực hiện chèn chọn cái khối văn bản. Thì có khi mà các bạn chọn thì thông thường các bạn sẽ thấy là cái văn bản mình chọn thường nó sẽ bị hơi quá đi một chút vì nó có những cái dấu cách đằng sau này. Vậy thì để chúng ta chọn vừa khít với cái chữ đó thì các bạn nhớ nhấn vào phím Shift cộng với phím mũi tên đi vào, thì khi đó là nó sẽ vừa khít với cái nội dung của mình chọn. Sau đó các bạn sẽ vào phần Insert, các bạn sẽ để ý dùm mình tới cái chức năng là Quick Pass. Đấy, Quick Pass thì lúc này các bạn sẽ nhấn vào phần Auto Text và các bạn sẽ nhấn vào phần Say selection to auto gallery. Khi chúng ta nhấn vào đây á, thì nó sẽ hiển thị một số các cái cửa sổ create new building block, nó sẽ hiển thị và chúng ta sẽ nhập cái tên của cái cụm văn bản này. Để lát nữa mình khi mà mình muốn chèn vào, mình chỉ cần nhập tên cái ký tự đại diện của cái tên này thôi thì bắt đầu là nó sẽ chèn vô cho chúng mình. Rồi bây giờ ví dụ mình sẽ đặt tên là nó sẽ lưu vào cái mục là Auto Text, được chưa? Trong cái phân loại là phân loại chung General. Rồi sau đó là chúng ta sẽ nhấn vào phần OK. Khi các bạn nhấn xong thì nó sẽ gần như là nó không thấy cái điều gì thay đổi cả, nhưng thực chất ấy, nó đã lưu cái Auto Text này, cái nội dung của này vào trong Auto Text rồi. Các bạn sẽ nhấn vào đây này, các bạn nhấn vào Auto Text thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái nội dung là chữ trường đại học Khánh Hòa đấy ạ, TDHK, nó sẽ lưu ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ thực hiện lấy ra thôi. Chưa? Vậy là cách tạo mình xong rồi, bây giờ mình cách sử dụng. Vậy khi mà sử dụng thì các bạn sẽ nhiệm vụ của mình là sẽ việc là làm sao ạ? Mình gõ cái từ khóa, ví dụ khi mình muốn gõ cái cụm từ trường đại học Khánh Hòa thì mình sẽ gõ là TDHK. Đó. Khi mà mình gõ đến ký tự thứ tư này, các bạn này, ký tự thứ tư gần như là bốn cái ký tự đầu tiên thôi thì nó đã hiển thị ra cái tooltip ở chỗ này rồi, nói là bạn chỉ cần nhấn enter là có thể chèn được. Bây giờ mình nhấn enter, được chưa? Đó,
là mình xem vào được rồi. Một trong số những trường hợp là nếu như chúng ta sẽ các bạn không thấy cái tung tích đó, nếu như các bạn sẽ không thấy cái trường hợp này á, cái tool tip này hiển thị ở đây, thì các bạn có thể nhấn phím F3 nhé. Các bạn nhấn phím F3 rồi mà F3 thì nó cũng thể hiển thị ra. Đó, mình vừa nhấn phím F3 cho các bạn thấy. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái mục Hitpad này của mình có thể chèn một cái gì đấy, mình chèn một cái chữ ký của mình. Đó. Mình tạo ra một cái văn bản đây, cái phần nội dung Hitpad, mình lấy ví dụ đây là chữ toán học này, thì mình có thể chèn tự động này, ví dụ đây mình toán. Đó, khi mà mình gõ bốn ký tự thôi là bắt đầu là mình có thể enter vào được rồi. Hoặc là tương tiếp thì mà các bạn có thể là nhấn phím F3. Đó, thì nó đã chèn, thực hiện chèn. Vậy thì trong vấn đề là trong quá trình mình làm việc á, giả sử đây là cái đoạn văn bản là mình muốn chèn vào. Nhưng mà trong một cái thời gian dài nào đó mình sẽ muốn chỉnh sửa cái nội dung của cái đoạn văn bản này. Thay đổi có thể về nội dung, về định dạng, thì khi đó các bạn cũng có thể là chúng ta sẽ thực hiện cái phần đó là thay đổi nội dung trong AutoText. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần này. Giả sử này, trong cái đoạn văn bản này của mình đã đặt tên nó là AutoText, đặt tên của nó chính là chữ toán học rồi. Giả sử trong quá trình thay đổi thì cái đoạn này chúng ta không cần thiết nữa, chúng ta xóa đi. Được chưa? Và cái đoạn là cái chữ sư phạm toán này chúng ta không muốn nó màu xanh nữa, và chúng ta muốn định dạng nó là màu đỏ chẳng hạn. Sau đó mình sẽ thực hiện bôi đen. Mình chọn hết cái khối văn bản này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào Insert QuickSpot và nhấn vào phần Auto Text. Trong phần này chúng ta cũng nhấn vào phần Save Selection to Auto Text Gallery, tức là mình lưu vào cái bộ sưu tập của nó. Rồi, khi mà mình nhấn vào đây thì mình trong phần name này này, mình sẽ đặt tên giống hệt như cái tên mà nãy mình đã đặt cho cái cụm này. Thế vậy mình sẽ đặt tên là toán học. Chạ, cái cụm nãy mình đặt tên là toán học, bây giờ mình cũng đặt tên là toán học. Sau đó mình nhấn OK. Thì khi mà các bạn nhấn tạo như này thì nó sẽ tự động là nó nhớ vào cái tên cũ. Được chưa? Nhớ cập nhật vào nội dung và cái tên cũ. Như vậy là xong rồi. Chúng ta nhấn OK này. À, chúng ta nhấn Yes. Bây giờ mình test thử nhé. Đó, bây giờ mình sẽ enter này, để các bạn sẽ thấy là cái nội dung của mới của mình đã được cập nhật vào cái từ gõ tắt kia rồi. Vậy là xong rồi. Rồi, tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn là ở cái mục sau này ạ. Mình sẽ hướng dẫn ở các bạn là cách thay đổi ký hiệu gõ tắt. Nãy thì chúng ta ký hiệu gõ tắt của chúng ta là toán học đúng không ạ? Trong trường hợp này là toán học. Bây giờ các bạn muốn thay đổi cái ký hiệu gõ tắt này, các bạn cũng chỉ cần vào QuickSpot. Các bạn nhấn vào phần là Building Block Outline, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhấn vào phần Building Block. Các bạn nhấn vào đây. Thì khi các bạn nhấn vào đây thì trong phần này của mình nó sẽ hiển thị ra tất cả các bộ sưu tập chữ ký tắt của mình, AutoText của mình. Đây sẽ nó sẽ hiển thị này. Giờ mình sẽ muốn, ví dụ các bạn muốn cái thay đổi cái các cái ký hiệu gõ tắt ở đây này. Ví dụ bây giờ các bạn muốn ghi là chữ toán học, thì các bạn không muốn là chữ toán học này nữa mà các bạn muốn thay đổi bằng một tên khác, thì các bạn nhấn vào phần Edit Property, các bạn thay đổi, ví dụ đặt toán học 2 chẳng hạn, hoặc là TOA2 này chẳng hạn, được chưa? Và các bạn sẽ chọn OK. Và nó sẽ hỏi là mình có muốn lưu vào không? Yes, chúng ta lưu. Thì khi này các bạn sẽ nhấn vào đây, các bạn sẽ thấy là nó thay đổi là TOA2. Chưa? Hoặc là chúng ta muốn thay đổi chữ quốc hiệu này, đúng không ạ? Quốc hiệu này thì mình cũng làm tương tự, chúng ta edit property và chúng ta chọn là tiêu ngữ chẳng hạn. OK, yes, rồi đóng lại. Và bây giờ khi mà vào một cái văn bản hoặc là chúng ta tạo mới văn bản đây, các bạn nhấn vào file new này, thì chúng ta gõ chữ tiêu ngữ này, khi các bạn gõ chữ tiêu thôi thì chúng ta enter là chúng ta đã chèn ra được cái khối văn bản này rồi. Để xóa một cái AutoCheck chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào Insert, chọn Quick và vào phần là Building Block Organize. Thì tại đây chúng ta sẽ nhấn vào phần là Delete, đúng không? Các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ nhấn vào phần Delete. Ví dụ đây mình sẽ xóa này, thì chúng ta sẽ nhấn vào Delete và chúng ta xóa đi. Yes. Thì khi mà nó đã xóa đi rồi thì chúng ta sử lúc này chúng ta có sử dụng các cái tính năng gõ tắt đối với cái văn bản đó thì chúng ta nó sẽ không có tác dụng nữa.
Như vậy là trong video vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cái tính năng gõ tắt ở trong văn bản sử dụng auto text rồi đúng không ạ? Nếu như chúng trong quá trình làm mà các bạn có bị vướng ở cái vấn đề nào á thì các bạn có thể liên hệ comment vào với video mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.